Tối ngày 5 tháng 1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đáng chú ý, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ mang duy nhất một hậu vệ cánh phải là Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1997 đã phải nhận 2 thẻ vàng tại vòng loại hồi tháng 3 năm 2019. Do đó, anh sẽ bị AFC treo giò một trận tại vòng chung kết. Cụ thể, Hồ Tấn Tài sẽ vắng mặt ở trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE vào ngày 10 tháng 1. Để chuẩn bị phương án thay thế Hồ Tấn Tài, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định thử nghiệm Nguyễn Trọng Hùng. Tiền vệ tấn công của Thanh Hóa được huấn luyện viên người Hàn Quốc kéo xuống chơi hậu vệ phải trong trận giao hữu với U23 Bahrain. Nhưng có lẽ vì chưa yên tâm với vai trò mới của Trọng Hùng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định đưa sao trẻ của Hoàng Anh Gia Lai là Trần Bảo Toàn vào sân trong hiệp 2. Cầu thủ này chơi đúng vị trí tiền vệ gốc Thanh Hóa để lại. Trần Bảo Toàn là mẫu tiền vệ có xu hướng chơi tấn công và di chuyển vào khu vực trung lộ. Vì thế, việc huấn luyện viên Park Hang-seo đưa cầu thủ của đội bóng Phú Đô xuống chơi hậu vệ phải là điều khá bất ngờ. Không có sức mạnh và sự cản lướt như người đàn anh Trọng Hoàng, cầu thủ trẻ sinh năm 2000 chỉ cao 1m69 và sở hữu thể hình tương đối mỏng cơm. Tuy nhiên, rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhìn ra tố chất nào đó của Bảo Toàn. Đến sáng ngày 6 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển tới Buriram để chuẩn bị cho trận đấu ra quân sắp tới. Quá trình di chuyển của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi. Từ điểm xuất phát cho đến nơi đóng quân tại Buriram, có được điều này là nhờ đội ngũ hậu cần đã triển khai công việc rất bài bản và lên kế hoạch một cách chi tiết, đảm bảo cho thầy trò viên Park Hang-seo luôn có sự thoải mái, tiện nghi và ít tốn sức nhất. Tất cả hành lý công kềnh của đội được di chuyển bằng đường bộ từ đêm ngày 5 tháng 1. Theo đó, các cầu thủ chỉ cần mang theo ba lô đựng đồ cá nhân gọn nhẹ cho chuyến bay kéo dài chưa đầy một tiếng đồng hồ từ Bangkok cho tới Buriram. Tại nơi đóng quân, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được ban tổ chức địa phương đón tiếp chú đáo và nhiệt tình. Phòng ốc cũng đã được đội ngũ hậu cần chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Chìa khóa trao tay cho các cầu thủ nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Vào chiều ngày 6 tháng 1, toàn đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Buriram.